là môn sinh võ có truyền dân tộc, kinh tố ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các bạn, con xin thân mến,
Trước khi vào nội dung buổi lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng với thành viên câu lạc bộ và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã thưởng thức chương trình múa lân cho các thành viên của câu lạc bộ biểu diễn. Xin trân trọng kính mời.
yên tâm được. Ban tổ chức xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật lớn xin được kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân, thưa các bạn võ sinh thân mến, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua về nội dung chương trình của lễ khai giảng câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Nhân Tâm Đường tại Thanh Phúc. Phần thứ nhất, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Phần thứ hai, chủ nhiệm câu lạc bộ ra mắt. Phần thứ ba, lời hứa của học viên. Phần thứ tư, đại biểu Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định phát biểu. Phần thứ năm, đại diện lãnh đạo địa phương nên phát biểu tặng hoa chúc mừng. Phần thứ sáu, đại diện phụ huynh học viên nên tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ. Phần thứ bảy, đại biểu diễn võ thuật cổ truyền và bế mạc buổi lễ. Thời gian buổi lễ làm việc trong 2 giờ. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các quý vị cùng các bạn võ sinh chúng ta đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý, kia! Thôi! Xin kính mời các quý vị đại biểu chúng ta an toàn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, các bạn học viên thân mến, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, võ thuật không chỉ mang ý nghĩa là những thế đánh để áp đảo đối phương hay tự vệ cho riêng mình, mà võ thuật luôn đi liền với võ đạo. Người Việt Nam ta quan niệm rằng học võ là học tinh thần võ đạo, là luyện ý chí, lòng tự tin và tạo điều kiện để sống một đời sống nhiều ý nghĩa hơn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ chiến đấu, bảo vệ bản thân, tu dưỡng ý chí đạo đức và tạo sự tự tin, lòng can đảm để giải quyết các công việc trong cuộc sống. Hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2016, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, chính quyền địa phương, xã Nghĩa Phúc, câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Nhân Tâm Đường thuộc Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khai giảng câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trên địa bàn xã Nghĩa Phúc. Về dự lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Mạnh, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Nguyễn Đức Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Trần Văn Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ khai giảng hôm nay còn có sự hiện diện của các vị đại biểu Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, cán bộ văn hóa các xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ khai giảng hôm nay còn có ban lãnh đạo của ban nhà trường, câu lạc bộ Muốn Lân Sơn Ba, các bậc phụ huynh và nhân dân trong và ngoài xã cùng 167 võ sinh trong câu lạc bộ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, liên tục chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hà, huấn luyện viên chủ nhiệm câu lạc bộ lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện đảng ủy, chính quyền địa phương xã Nghĩa Phúc, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bậc phụ huynh và các em võ sinh thân mến, lần đầu tiên thay mặt câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường xã Nghĩa Phúc, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các võ sư, huấn luyện viên, phụ huynh và toàn thể các em võ sinh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công việc giáo dục, đào tạo, luôn thu hút các nguồn lực phục vụ cho đào tạo con người có trí thức. Chính vì vậy, các trung tâm huấn luyện võ thuật ở các xã phường đã được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thanh niên, học sinh trong huyện nói chung và trong xã nói riêng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền địa phương, được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã, câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường quyết tâm phát huy hơn nữa chất lượng hoạt động để góp phần đáng kể vào nhiệm kỳ xây dựng xã hội, học tập và tạo cơ hội học tập rèn luyện sức khỏe,
theo hoạt động hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện khóa 1 năm 2016-2017 với chủ đề Người Việt Nam phải biết võ cổ truyền Việt Nam. Ban lãnh đạo câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường cùng với thành viên câu lạc bộ cần làm tốt một số nhiệm vụ sau đây: thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định; tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm về hệ thống chính trị đối với duy trì sự phát triển hoạt động của câu lạc bộ, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong xã, lãnh đạo các xóm, khu, ngành học, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã. Ban lãnh đạo câu lạc bộ có kế hoạch nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và truyền dạy tới các học viên, duy trì tổ chức câu lạc bộ hoạt động đúng giáo trình huấn luyện được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam phê duyệt. Trong buổi lễ khai mạc câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường xã Lữ Phúc hôm nay, tôi rất mong các ban ngành, đoàn thể, nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy phong trào học tập võ thuật, rèn luyện sức khỏe, tránh xa các tệ nạn xã hội trong học đường cũng như trong cuộc sống. Cuối cùng, với niềm tin tưởng, ban lãnh đạo xã Lữ Phúc, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định và các bậc phụ huynh, thay mặt cho câu lạc bộ, tôi xin tuyên bố lễ khai giảng câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường xã Nghĩa Phúc khóa 1 năm 2016-17. Tôi xin chúc các vị lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương cùng tất cả các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bậc phụ huynh một lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin đại biểu khách quý, vừa rồi chúng ta được nghe lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Hữu Hà, huấn luyện viên chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban tổ chức xin cảm ơn và kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe trong công việc, cuộc sống. Và để đáp lại lời phát biểu, ban tổ chức xin mời em Phạm Đình Đức, đại diện 167 em học sinh nên đọc lời hướng. Xin tập kính mời. Quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi khai giảng ngày hôm nay. Tên tôi là Phạm Đình Đức, là học viên của câu lạc bộ võ thuật xã Nghĩa Phúc. Này, tôi rất vinh dự được đại biểu cho hơn 100 học sinh lên đọc lời hứa thực hiện các điểm trong nội quy của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định cũng như câu lạc bộ. 1. Tuyệt đối chấp hành những điều lệ như quy chế của câu lạc bộ đề ra. 2. Tham gia tập luyện một cách tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất. 3. Nghiêm túc chấp hành kỷ luật rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt cho xã hội. Xin hứa. Cuối cùng, tôi xin chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn võ sinh một lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, về dự và chỉ đạo buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời ông Trần Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã, Trưởng Công an, kiêm Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng, thay mặt lãnh đạo địa phương nên phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho câu lạc bộ. Xin trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể trong xã. Kính thưa các võ sư, huấn luyện viên đoàn võ thuật tỉnh Nam Định. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bậc phụ huynh và các võ sinh thân mến, được sự thống nhất của đảng ủy, chính quyền địa phương, ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng của xã, rất vinh dự hôm nay tôi được về dự lễ khai giảng lớp học do câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường tổ chức tại xã Nghĩa Phúc. Lời đầu tiên, thay mặt các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng và các ban ngành đoàn thể, kính chúc các vị đại biểu, các võ sư, huấn luyện viên, các bậc phụ huynh và toàn thể các em võ sinh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các võ sư, các huấn luyện viên và các võ sinh, giáo dục đào tạo là xuất sắc hàng đầu, luôn được đảng và nhà nước quan tâm ưu tiên, chú trọng phát triển một trong những mục tiêu giáo dục đào tạo và phát triển thể chất con người. Để góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ đó,
được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương nhất trí Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định thành lập câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường và đi vào hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho các em thanh thiếu niên học sinh bằng tinh thần thượng võ, học tập tấm gương rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ vĩ đại, phát huy những tinh hoa của võ thuật dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, câu lạc bộ đã thu hút được trên 160 võ sinh theo học ở mọi lứa tuổi. Đây là một tín hiệu vui góp phần vào việc chăm lo sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ lớp học khóa 1 năm học 2016-2017. Chủ đề người Việt Nam phải biết võ cổ truyền Việt Nam. Để đạt được thành công tốt đẹp, ban lãnh đạo câu lạc bộ võ thuật Nhân Tâm Đường cùng với thành viên câu lạc bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và nội dung sau. Ban lãnh đạo câu lạc bộ có kế hoạch học tập nâng cao trình độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và truyền đạt dạy tốt cho võ sinh, duy trì tổ chức câu lạc bộ hoạt động đúng giáo trình huấn luyện. 3. Trong quá trình huấn luyện, coi trọng việc đảm bảo an toàn cho võ sinh. Về phía các võ sinh thực hiện tốt nội quy khoa học, tăng cường đoàn giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tự giác học tập đạt kết quả cao. Về dự lễ khai giảng hôm nay, tôi rất mong các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thúc đẩy phong trào học tập võ thuật, rèn luyện sức khỏe, tránh xa các tệ nạn xã hội trong học đường cũng như trong cuộc sống. Mong các bậc phụ huynh tạo những điều kiện tốt nhất để động viên các võ sinh học tập đạt kết quả cao. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc các vị lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền cùng các vị đại biểu khách quý, các võ sư huấn luyện viên, các võ sinh cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm và tin tưởng kết quả trong học tập, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương có bông hoa tươi thắm chúc ban huấn luyện và các võ sinh lớp học khóa 1 năm 2017 2016-2017 đạt kết quả cao. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, vừa rồi là ý kiến phát biểu và các nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương. Ban tổ chức xin kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong niềm vui chung của buổi lễ khai giảng, đại diện phụ huynh, võ sinh, gia đình ông đạt báo thu tạm sanh phúc, có hoa và quà chúc mừng câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời trọng trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hà, huấn luyện viên chủ nhiệm câu lạc bộ nên nhận hoa và xin trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đại biểu đại diện võ sinh tại thành phố Nam Định cho câu lạc bộ Nhân Tâm Đường thành phố Nam Định nên có hoa và chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu gia đình ông Duy, ông Phương Văn Duy cũng có hoa và chúc mừng câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu và kính mời gia đình ông Toán cũng có hoa và quà chúc mừng. Xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình ông Toán lên chào hoa. Xin kính mời ông Nguyễn Hữu Hà, huấn luyện viên chủ nhiệm câu lạc bộ lên sân khấu nhận hoa và quà trân trọng kính mời. Kính chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Còn rất nhiều các đoàn đại biểu có hoa và quà chúc mừng, nhưng do điều kiện thời gian, ban tổ chức chúng tôi xin được công bố sau. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, và ngay sau bây giờ, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và nhân dân hướng về trung tâm Sơn Ủy ban dân xã Nghĩa Phúc đón xem chương trình biểu diễn võ thuật của các thành viên câu lạc bộ Nhân Tâm Đường xã Nghĩa Phúc. Xin trân trọng kính mời.
đến kiệu. Rồi xin mời MC Võ Sinh ra múa bài võ đầu tiên. Từ muôn nơi xa xôi ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dừng bước giặc thù. Giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ôi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi. Rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương, ta về đây xây dựng cơ đồ. Làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù. Giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi. Rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương, ta về đây xây dựng cơ đồ. Làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền. Xin trân trọng các võ sinh, cảm ơn các võ sinh đã đem lại trong không khí buổi chiều hôm nay những tiết mục múa cổ truyền đặc sắc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, sau một thời gian làm việc rất khẩn trương và đầy đủ các nội dung trong buổi lễ, chúng ta được nghe những ý kiến phát biểu quý báu của các đồng chí lãnh đạo các cấp và sự quyết tâm tập luyện của câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Nhân Tâm Đường xã Nghi Phúc. Ban tổ chức xin tin tưởng rằng có sự thành công như hôm nay là nhờ có sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và tinh thần nghiêm túc học tập của các bạn võ sinh. Ban tổ chức xin được thay lời cho câu lạc bộ xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh và nhân dân đã bớt chút thời gian về dự lễ khai giảng hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức xin tuyên bố bế mạc chương trình tại đây. Xin trọng cảm ơn. Đề nghị các em học sinh chúng ta đứng lên.